Hello, xin chào các bạn nha. Buồn quá thì em lên em like xả cái lô này đồng hồ Nhật nha. Xả em lấy tiền đi Nhật chơi lô mới nha. Đây các bạn kết bạn với em nha. Chốt đơn qua Zalo này nha. Các bạn mua đơn 200 ngàn thì được tặng một cây bút gỗ như vậy nha. Cây này thì nó bị xúc thôi. Đây bút gỗ mực đen. Rất đẹp. Đây là cái lô đồng hồ em xả nha, một con 69 ngàn. Bạn ủng hộ em mua hết lô đem đi Nhật cái coi. Thích con nào các bạn chụp màn hình lại chốt qua Zalo nha các bạn. Zalo em 0796861123 nhà kinh doanh nha các bạn. Lô này thì em xả còn chừng 60 mấy con. Còn chừng 60 con nha các bạn. Các bạn thích con nào nhớ chụp màn hình lên nha. Đồng hồ nhập si Nhật nha các bạn. Máy Nhật. Nó không chạy là nó hết pin thôi. Lấy con này thì mình thay pin nha. Con nào mà nó không chạy là mình cũng đã test máy là hết pin. Khi các bạn mua mình chốt đơn mình quay video lại cho các bạn xem nha. Khi mình thay pin rồi máy chạy bình thường gửi video cho các bạn xem. Mua hàng không đâu dễ dàng bằng chỗ em. Các bạn mua phải cọc phí ship nha em mới giao nha. Tại vì mà tai nạn khách bùm hàng quá nhiều. Ai cũng nói mà mình uy tín hết á. Mà tới hồi không nhận có khi là điện không nghe máy nha. Cọc phí ship cho em làm giao thôi. Em bán em giao đúng mẫu đàng hoàng. Mà có khi khách chưa có coi con đồng hồ nữa là đã không nghe máy, không nghe máy từ phía bưu điện báo là chuyên gia bùm hàng không đó. Cho nên cọc phí ship em mới giao nè. Có đôi khi mình không có làm gì ai hết á nha, mà tự nhiên giống như không thuận quán vậy mà cũng bùng hàng mình nữa. Trong khi con đồng hồ đó đang giao đi á, thì ở đây nhóc người đòi hỏi mua mà đi lại đi tới lại bị bùng hàng vô duyên. Cho nên rút kinh nghiệm cọc phí ship cho em là ok nhé.
bạn nhớ đăng ký kênh của em nha, ủng hộ em nhé nha. Không mua đồng hồ thì đăng ký kênh của em ủng hộ em cũng được rồi. Mua ủng hộ thì nữa thì em rất là cảm ơn. Mỗi đơn hàng em đều có quà tặng kèm theo nha. Đơn nhỏ, đơn lớn đều có quà hết. Của ít lòng nhiều. Có cái ông kia thì ông nói trong tay anh 49 nhân viên nữ. Trong tay em thì có một triệu anh đẹp trai như Khánh Phương. Đáng đời anh. Từ đó cái bộ phim mà 49 ngày ở lại thế gian nó ra đời á. Anh nói trong tay anh 49 nhân viên nữ trẻ đẹp anh còn không thèm. Mà anh thèm em xạo. Trong tay em 1 triệu anh đẹp như Khánh Phương nè. Ở gì số 49 á, từ đó mà bộ phim ở lại thế gian 49 nha. Ở lại thế gian 49 ngày. Em nói chuyện cho vui thôi nha. Là em là hay tào lao lắm. Mua thì phải vui, không mua thì cũng phải vui, xem mi déo là phải vui. Con này cơ cót nha các bạn, chỉ có con này cơ cót thôi nha. Còn nhiêu pin hết nha. Nhớ nha, nhớ chốt đơn qua Zalo em nha, 0796861123. Nhớ đăng ký kênh YouTube em nha. Để em like nhiều, có động lực like. Làm nguyên ngày tới tối giờ này mới được màu khỏe, mới có thời gian like nè. Giờ nào rảnh em like giờ đó thôi. Nãy chị kia mới chốt hai con rồi, còn nhiêu đây em like cho hết luôn. À, 49 nè. 49 ngày ở lại thế gian. Bộ phim đó mà coi mà ba của mình cười hoài luôn đó các bạn. Ông phái ông mà đóng 49 ngày ở lại thế gian, ông cười hoài luôn. Mỗi lần coi cũng cười bể bụng luôn. Rồi thế là hết rồi nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ xem video của mình nha, để mua những con đồng hồ nào thích hợp với mình, ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ em. Xin chào vì các bạn đã xem tin và ủng hộ. Bye bye.